Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, tại Bắc Bộ mưa dông đã giảm đi nhanh chóng. Trong đêm qua và rạng sáng nay, hình thế thời tiết gây mưa suy yếu đi, nên mưa trên toàn miền Bắc chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn với lượng nhỏ hơn 5mm. Trong ngày trời có nắng trở lại xen giữa những khoảng nhiều mây, nhiệt độ tăng dần lên mức từ 30-33 độ, một vài nơi xấp xỉ hoặc trên 34 độ, bắt đầu có cảm giác oi bức trở lại. Về tình hình thời tiết trong tháng 6, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhận định khoảng giữa và cuối tháng có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trên đất liền, khu vực Hà Nội sẽ xuất hiện 2-3 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt vào khoảng tuần giữa và cuối tháng, nhiệt độ trung bình tháng ở mức cao hơn so với trung bình của nhiều năm. Xuống đến miền Trung, dù là khu vực mà trục rãnh thấp Tây Bắc, Đông Nam đi qua, nhưng do đới gió Đông Nam ở phần phía Bắc suy yếu, ở phía Nam gió mùa Tây Nam lại hoạt động mạnh. Vì thế mà thời tiết ở các tỉnh thành khu vực Trung Bộ cũng có sự khác biệt. Từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong đêm qua vẫn có mưa rải rác. Nhưng sang tới ngày hôm nay, trời sẽ có nắng gián đoạn, mưa rào và dông chỉ còn xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm trong 2 ngày tới. Mức nhiệt cao nhất trên khu vực có thể tăng lên ngưỡng từ 35 độ trở lại những ngày tới. Còn khu vực phía Nam, liên tiếp những ngày qua mưa dông diện rộng đã xuất hiện ở nhiều tỉnh thành thuộc khu vực Nam Trung Bộ cũng như là Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ có những nơi sẽ có mưa dông đi kèm với dông sét và gió giật mạnh, cùng lượng mưa lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân trên khu vực. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, do các hình thế gây mưa vẫn còn duy trì, nên những cơn mưa rào và dông vẫn tiếp tục lặp lại trên diện rộng ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, với những điểm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và dông mạnh. Với lượng mưa ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ, ước tính phổ biến sẽ đạt từ 100-200mm, ở Tây Nguyên phổ biến từ 150-200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh gây nguy hiểm. Vì vậy, quý vị nên chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sau có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày giảm mây trời nắng, gió đông đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông. Phía Nam có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió Nam Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, phía Bắc có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ,
nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông đông nam cấp 4, Nam Vịnh Bắc Bộ. Đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió nam đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió nam đông nam cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.